Thưa quý vị, thưa các bạn, Tết Nguyên đán là thời điểm hàng hóa tiêu thụ lớn nhất trong năm. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp đang tập trung đẩy mạnh sản xuất, tăng dự trữ, đảm bảo cung ứng tốt hàng hóa phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, đến thời điểm này tại các địa phương hàng hóa được các doanh nghiệp đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng rất nhộn nhịp. Lượng hàng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước từ 10 đến 15%, chủng loại đa dạng phong phú, đem lại sự lựa chọn nhiều hơn cho người tiêu dùng. Trong những ngày cao điểm này, giá bán các mặt hàng không thay đổi, không xảy ra tình trạng găm hàng, ép giá, lượng khách hàng mua sắm tại các siêu thị tăng gấp 5 lần so với ngày thường. Theo đánh giá của Câu lạc bộ Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, đến nay các mặt hàng do doanh nghiệp sản xuất trong nước ngày càng được đánh giá cao về chất lượng. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong hệ thống phân phối cả truyền thống lẫn hiện đại. Nhà sản xuất cũng đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước người tiêu dùng. Hàng sản xuất ra đã có chất lượng hơn, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, giá thành phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Là một đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm bàn ghế inox, bàn ghế nhựa, tủ nhựa, đồ gia dụng các loại với hơn 30 năm xây dựng và phát triển. Để phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong dịp Tết, doanh nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ Quy Phúc đã đưa ra thị trường gần 500.000 sản phẩm với các loại mẫu mã đa dạng phong phú, có chất lượng cao nhưng giá thành không thay đổi. Bằng kinh nghiệm và sự thấu hiểu văn hóa truyền thống Tết của người Việt, hàng năm là dịp đoàn viên của gia đình. Năm nay Quy Phúc tiếp tục mang đến các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, mẫu mã đa dạng, những giải pháp linh hoạt cho các gia đình, không gian nhà đẹp đón Tết mừng xuân. Hiện tại Quy Phúc đang tăng hết 100% công suất nhà máy nhằm đảm bảo mục tiêu và kế hoạch sản xuất và kinh doanh, đáp ứng chỉ tiêu đưa ra 500.000 sản phẩm inox nhựa các loại phục vụ bà con trong dịp Tết. Để phục vụ nhu cầu mua sắm thường tăng cao trong dịp Tết, các doanh nghiệp đã có sự chủ động trong việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách linh hoạt. Đối với Quy Phúc, vào những ngày này, doanh nghiệp đã chủ động tham gia các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại các tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ. Việc tham gia các phiên chợ hàng Việt được xem là dịp để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm của mình với người tiêu dùng, tạo sự uy tín, niềm tin của khách hàng, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại. Với hệ thống phân phối rộng khắp đến 7.000 cửa hàng trên toàn quốc, cùng với cái hệ thống vận chuyển rất là linh hoạt và chuyên nghiệp, Quy Phúc đang đưa các sản phẩm của Quy Phúc đến phục vụ người tiêu dùng trên khắp cả nước một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Và không những thế, bên cạnh đó thì Quy Phúc cũng đang tham gia rất là nhiều các hoạt động về hàng cơ hội phiên chợ hàng Việt về nông thôn, nhằm đưa những cái sản phẩm của Quy Phúc đến phục vụ sâu hơn, xa hơn và tiếp cận gần hơn với bà con người tiêu dùng, để giúp người tiêu dùng có cơ hội sử dụng những cái sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao với giá thành hợp lý. Theo khảo sát của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, nhờ hiệu ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và việc tham gia các kỳ hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, mà dịp Tết Nguyên đán này nhiều nhà sản xuất đã xây dựng các mối liên kết, nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng để xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm của mình. Phục vụ thị trường Tết năm nay, ngoài các sản phẩm bột giặt vì dân, VF, nước rửa chén Two Lemon đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng, công ty trách nhiệm hữu hạn Vico Hải Phòng còn đưa ra thị trường một số sản phẩm mới. Để đáp ứng nhu cầu thường tăng cao trong dịp Tết, từ trước Tết Nguyên đán 2 tháng, doanh nghiệp đã tăng ca sản xuất, đẩy mạnh việc đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối, tăng số lượng hàng bán vào các siêu thị và chợ truyền thống. Đồng thời, tích cực tham gia vào các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi để hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hiện tại Vico có 3 mảng thị trường là mảng thị trường nội địa, mảng thị trường xuất khẩu và một cái mảng thứ ba là cái mảng mà chúng tôi gia công cho các tập đoàn nước ngoài. Thế thì trong 3 mảng thị trường, Vico quan tâm số 1 là thị trường nội địa. Trong cái phong trào thì người Việt dùng hàng Việt thì chúng tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước cũng như là người tiêu dùng Việt Nam đã ủng hộ phong trào này. Và để đáp ứng kỳ vọng của nhân dân thì Vico luôn luôn lấy chất lượng là yếu tố tiên phong. Riêng hiện nay thì về vấn đề chiến lược giá thì giá của chúng tôi là thống nhất là từ mục Nam Quan đến mũi Cà Mau là chúng tôi đồng một giá. Và có những thời điểm thì chẳng hạn như là thị trường Côn Đảo hay thị trường Phú Quốc là chúng tôi đưa hàng ra là lỗ. Đấy là vì cái chi phí vận chuyển là nó rất lớn. Chúng tôi lấy giá gần bù cho giá xa.
Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong thời gian qua, nhiều chương trình hội chợ, phiên chợ hàng Việt, các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, được Sở Công Thương, các hiệp hội ngành hàng tổ chức đã tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Từ đó, các doanh nghiệp có định hướng sản xuất những mặt hàng có chất lượng, có mức giá hợp lý và phù hợp với thị hiếu của thị trường. Theo dự báo năm nay, với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, nhu cầu mua sắm Tết được dự báo tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Nhưng do chủ động nguồn hàng, hệ thống phân phối được phủ khắp, sẽ không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu. Giá cả hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết năm nay cũng sẽ ổn định, khó xảy ra biến động về giá.